Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe an toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích luồng mật trên toàn cả nước. Ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu chi tiết tới các bác là về chiếc thùng nuôi ong dành cho ông nội. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về thùng nuôi ong ấy, thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu mua và sử dụng trên cái mẫu thùng nuôi ong này thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, các bác điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn thời điểm này thì các bác thợ nuôi ong đang trong cái quá trình là các bác nhân chia đàn. Thì với cái nhu cầu sử dụng thùng nuôi ong thì bên cơ sở là luôn luôn đáp ứng với cái số lượng cực kỳ là nhiều để cho các bác đặt hàng. Về cái thùng nuôi ong này thì bên cơ sở nhà em là được thiết kế đấy từ cái nguyên liệu gỗ đã được chọn lựa, và cái thứ hai đã được xử lý ngâm rất là kỹ rồi. Thì ưu điểm của các bác khi mua thùng ong bên cơ sở nhà em, cái thứ nhất là các bác mua với cái giá là tại xưởng này. Và cái thứ hai nữa là gỗ thì các bác yên tâm một điều là không bao giờ sợ bị mối mọt hoặc cong vênh, bởi vì gỗ đã được xử lý ngâm rồi nhé. Còn về cái cây gỗ để làm lên thùng ong này thì nhà em là sẽ nhập cây gỗ gạo về, đấy xẻ ra và ngâm. Đấy, cây gỗ gạo nhiều nơi gọi là cây sao đỏ ấy. Đấy, ưu điểm của cây gỗ này thì các bác biết rồi, cái thứ nhất là nó rất là nhẹ để cho các bác sử dụng, và cái thứ hai nữa là nó thích hợp với cái sự phát triển của cái con ong khi cái được nuôi ở trong cái thùng gỗ gạo này. Và cái quan trọng nhất là cái vấn đề là về giá cả. Đấy, giá cả thì cây gỗ gạo thì các bác biết rồi, nó là cây gỗ tạp. Đấy thì giá tiền của nó rất là rẻ, hiện tại thì nó chỉ có tầm khoảng 2 triệu rưỡi trên một khối thôi, banh từ 120 trở lên. Đấy, cho tới là 300. Thì một khối gỗ thì thường thường là sẽ sử dụng là đóng được là rơi vào là khoảng 40 thùng. Đấy, 37-40 thùng thì cái giá nhà em đang cân đối để cho các bác là nó ở giá tại xưởng. Các bác đến lấy thì nó chỉ có 150.000 đồng thôi. Còn là ví dụ đóng băng dính gửi đi thì giá của nó là 160.000 đồng trên một thùng. Đấy, còn quy chuẩn của thùng ong lội thì đây em báo cáo cụ thể luôn cho các bác. Là cái chiều dài trong lòng để mình sử dụng cái cầu ấy, thì nó là 42,5. Để các bác để cái cầu chiều dài 42 vào thì nó sẽ thừa cho các bác 5 ly. Đấy, thừa thì để các bác dịch chuyển. Đấy, các bác thăm đàn ong hoặc là các bác rũ cầu. Đấy, các bác khai thác mật ấy, thì nó sẽ không bị kích cầu. Và cái chiều rộng này thì em sẽ làm cho các bác là 26. Thì với cái kích thước cầu 3 phân ấy, thì cái mặt cầu 3 phân ấy, thì các bác sẽ sử dụng là 5 cầu. Đấy, trên một thùng như thế này là có thước có vách ngăn. Và các bác bỏ thước bỏ vách ngăn ra thì các bác sẽ sử dụng là được 7 cầu. Đấy, còn một cái thùng này thì sẽ được tặng kèm theo là một chiếc vách ngăn. Đấy, vách ngăn thì cũng được làm bằng gỗ gạo rất là nhẹ. Đấy, còn chiều cao của cái thùng này thì nó là 27. Đấy, thì khi các bác để cầu 42-21 vào thì nó sẽ thừa cho các bác là 5 phân. 5 phân thì 5 phân ở bên dưới ấy, thì các bác để cái máng ăn. Đấy, ví dụ máng 3 phân hoặc 4 phân chiều cao thì nó sẽ không bị kích vào cái cầu, không bị kích vào cái đế cầu nhé. Còn về cái chiều dày của cái thùng này thì em làm cho các bác là 1/6 cho tới là 1/7. Đó, rất là dày dặn để cho các bác sử dụng. Đấy, hiện tại thì đang trong cái thời tiết ở ngoài miền Bắc thì thời tiết lạnh. Ví dụ các bác nuôi thùng mỏng thì cái đàn ong nó sẽ bị giảm tụt đi. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ không giữ được cái độ ấm cho cái đàn ong bên trong. Đấy, khi các bác cho ong ăn si dô đường ấy thì nó sẽ rất là tốn khi các bác sử dụng cái thùng mỏng. Còn các bác nuôi ở trên cái thùng dày này thì cái đàn ong luôn luôn trong cái tình trạng nó được giữ ấm rồi, thì các bác cái tỷ lệ cho ong ăn si dô đường thì nó ít đi rất là nhiều. Còn về cái thùng này thì tất cả các mặt ván đều được làm bằng ván liền. Đằng trước thì có cửa và đằng sau thì có cửa sổ để thông thoáng cho các bác. Còn một thùng như thế này, đây là một thùng hoàn thiện để đóng đi gửi đi cho các bác này. Đấy, nó có đầy đủ từ một cái vách ngăn cho tới tất cả những phụ kiện để hoàn thiện lên một cái thùng. Đấy, còn ngoài ra thì những cái phụ kiện mua lẻ thì các bác có thể là mua thêm chân tầng hoặc là cầu nuôi ong các bác bỏ ở bên trong. Đấy thì sẽ cái giá cước vận chuyển sẽ được giảm đi rất là nhiều, thì các bác tham khảo nhé. Đấy, một video thì em cũng giới thiệu và báo giá chi tiết cho các bác là về thùng nuôi ong nội địa. Để bác nào xem được cái video này cần cho mình thì các bác liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.